Cái clip thứ hai này thì anh dự định tặng cho cô bác anh chị nghe một cái bài gì à, anh Lợn hả? Dạ em hát Em có rất thích một cái bài này nè, Máu nhuộm sân chùa, trích đoạn Máu nhuộm sân chùa, anh có thuộc cái lời đó không? Thank you.
sao. Quá hay luôn anh Phong, giọng ca phải, anh Lợi phải nói là giọng ca rất là ngọt ngào. Nói chung là rất hay. Phải nói là rất hay luôn anh. Hôm nay được nghe anh, được nghe anh ca mà anh hát như vậy thì nói chung là không còn gì hạnh phúc hơn. Anh ơi, anh Lợi ơi, dạ. Nếu như mà người ta muốn có liên hệ cái hoàn cảnh của anh như thế đó, dạ. Thì cái việc mà nuôi ba con nó cũng rất là khó khăn rồi. Dạ, dạ anh Lợi ơi, thì hôm nay được biết anh với lại chị cũng như là nhờ thông qua với lại anh Phong dạ. Mà được biết anh với chị như thế này thì em sẽ đăng lên mạng thì họ có xem chia sẻ và thấu hiểu thì giúp được anh là giúp. Nhưng mà đầu tiên thì em chúc anh với chị anh thì phải luôn an toàn trước, rồi anh với chị có một cái sức khỏe dồi dào để mà còn chăm sóc ba đứa cháu nhỏ ở nhà nữa. Rồi xong rồi Tết rồi mình sẽ về quê hay là ở đây? Dạ qua Tết em mới về. Tết mình vẫn ở đây luôn, dạ. Ăn Tết ở trên này luôn, dạ. Trong tuần sau, vào ngày thứ sáu tuần sau thì em sẽ quay trở lại đây lần nữa để gặp anh với chị một lần nữa, dạ. Rồi chúc anh sức khỏe luôn nha anh Phong. Dạ, 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 dạ